Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiết lộ về người chồng thứ hai của ca sĩ Tân Nhàn. Ca sĩ Tân Nhàn khiến cho nhiều người bất ngờ khi mà bất ngờ lên xe hoa lần hai. Trước đó thì đã có thông tin cô và ca sĩ Tuấn Anh ly hôn sau 16 năm gắn bó, song Tân Nhàn giữ im lặng, không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Cũng bởi kín tiếng trong chuyện đời tư nên chỉ tới sau khi lễ kết hôn diễn ra thì Tân Nhàn mới chia sẻ hình ảnh và thông tin hiếm hoi về chồng mới với mọi người. Không ít người hâm mộ đã bất ngờ khi mà biết thông tin này. Theo đó, lễ kết hôn lần hai của Tân Nhàn diễn ra tại một khách sạn lớn tại Hà Nội với khách mời là gia đình và bạn bè thân thiết. Người bạn đời của Tân Nhàn hơn cô 2 tuổi, hiện là viện trưởng của một viện khoa học công nghệ, còn tham gia giảng dạy ở lĩnh vực thể thao. Trong một số hình ảnh được Tân Nhàn chia sẻ với báo giới, có cả ảnh cô chụp cùng với chú rể, song nhân vật nam chính đều được khéo léo che đi khuôn mặt. Lý giải về việc không công khai hình ảnh tân lang, phía Tân Nhàn cho biết cô luôn muốn giữ cho mình một khoảng trời riêng thay vì chia sẻ những lý liên quan đến đời tư, cuộc sống cá nhân. Bên cạnh đó thì Tân Nhàn cũng quan niệm là một nghệ sĩ thì chỉ cần nỗ lực hết mình để cống hiến lời ca tiếng hát và các sản phẩm nghệ thuật có giá trị đến với khán giả. Đó cũng là lý do trước đó cô không công bố việc đã ly hôn với người chồng đầu tiên, ca sĩ Tuấn Anh. Tân Nhàn tâm sự, việc quyết định đi bước nữa, tổ chức đám cưới chính là sự khẳng định việc cô đã tìm được hạnh phúc mới. Chính vì vậy, cô quyết định thông báo tin vui và mong nhận được sự chia sẻ của mọi người. Trước đó, Tân Nhàn và Tuấn Anh từng là một trong những cặp đôi nghệ sĩ đẹp của dòng nhạc chính thống. Cả hai đã nên duyên sau khi tham gia vào cuộc thi Sao Mai năm 2005 và kết hôn một năm sau đó. Sau khi kết hôn, Tuấn Anh ít hoạt động ca hát chuyên nghiệp, anh chủ yếu làm công việc giảng dạy, đồng thời lui về phía sau hỗ trợ sự nghiệp cho người bạn đời của mình. Năm 2013, cả hai đã cùng bảo vệ thành công bằng thạc sĩ thanh nhạc loại xuất sắc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau đó, ca sĩ Tân Nhàn đã chuyển sang làm giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện tại, chị là phó khoa thanh nhạc của Học viện bảo vệ luận án tiến sĩ về âm nhạc. Được biết, hiện ca sĩ Tuấn Anh vẫn tiếp tục công việc giảng dạy tại Đại học Sư phạm Nhạc họa Trung ương. Sau gần 16 năm chung sống, cặp đôi có một cậu con trai hiện đã hơn 10 tuổi. Đầu năm 2019, Tuấn Anh đã từng đứng sau hỗ trợ vợ sản xuất một dự án âm nhạc. Tuy nhiên, cũng sau đó không lâu thì xuất hiện tin đồn vợ chồng Tân Nhàn, Tuấn Anh giản đứt và chuẩn bị đường ai nấy đi. Về phía Tân Nhàn, sau khi đã tìm được bến đỗ mới và tổ chức đám cưới, Tân Nhàn vẫn không chia sẻ bất cứ hình ảnh hay thông tin gì ngay cả trên mạng xã hội về người đàn ông vừa trở thành chồng của mình. Phía Tân Nhàn chia sẻ, ban đầu cô mong muốn giữ sự kiện kết hôn của mình là một câu chuyện riêng tư, nhưng vì biết rằng sẽ rất khó để giữ được như vậy nên quyết định chia sẻ với mọi người một vài khoảnh khắc của lễ kết hôn, cũng là mong nhận được sự chia vui của mọi người. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.